Bình Định tổ chức chương trình nghệ thuật Ký ức quê hương vào tối 24 tháng 8. Chương trình nghệ thuật Ký ức quê hương với chủ đề Giai điệu ân tình quê mình Bình Định không chỉ quy tụ các ca sĩ nổi tiếng người Bình Định mà còn thể hiện các thông điệp ý nghĩa, gìn giữ vẻ đẹp quê hương, du lịch xanh. Ngày 20 tháng 8, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Định cho hay, Ủy ban Nhân dân tỉnh này tổ chức chương trình nghệ thuật Ký ức quê hương vào 18:30 tối 24 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Theo đó, chương trình nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ là người con của quê hương Bình Định. Các tiết mục gợi nhắc cho khán giả về một Bình Định mộc mạc, hữu tình, nơi gắn liền với những ký ức tuổi thơ của mỗi người con đất võ trời văn. Ngoài những giai điệu âm nhạc, chương trình kết hợp phần trình diễn thời trang, lấy cảm hứng từ những sắc màu, cuộc sống và quê hương Bình Định. Chương trình sẽ truyền thông rộng rãi và live stream trên nhiều nền tảng online như Facebook, YouTube nhằm phục vụ đông đảo khán giả trong và ngoài nước. Không chỉ tôn vinh những tài năng âm nhạc của quê hương Bình Định, chương trình còn thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với môi trường quê hương. Mỗi khách mời tham dự được khuyến khích không vứt rác bừa bãi và tự thu dọn xung quanh chỗ ngồi của mình trước khi rời đi, qua đó góp phần vào mục tiêu làm sạch và xanh cho môi trường. Đây là một hành động đầy ý nghĩa nhằm gìn giữ vẻ đẹp của quê hương, hướng đến xây dựng thành phố Quy Nhơn nói riêng và Bình Định nói chung thành điểm đến du lịch thân thiện, xanh sạch và phát triển bền vững. Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Định thông tin thêm, thông qua chương trình nghệ thuật Ký ức quê hương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định và Tập đoàn Viettravel Ven sẽ công bố đại sứ cho chiến dịch Go Green của Viettravel. Du lịch có trách nhiệm với môi trường là mục tiêu của chiến dịch Go Green mà Viettravel đã và đang triển khai. Sạch là không xả rác. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, chung tay đồng hành cùng dự án xã hội thiết thực này của Viettravel để dự án không ngừng lớn lên trong cộng đồng, góp phần bảo vệ môi trường du lịch nói riêng và môi trường sống nói chung.